Tại những trung tâm thương mại ở Mỹ trong suốt gần một năm qua, người ta dễ dàng nhận thấy dù có đông người mua sắm cỡ nào thì khoảng cách khi xếp hàng chờ đến lượt được phục vụ đều được giữ ở mức tối thiểu 2 mét. Và phần đông khi đi ra nơi công cộng như mua sắm đều đeo khẩu trang, ngay cả trẻ con cũng nghiêm túc thực hiện mà không cần cha mẹ phải nhắc nhở. Còn tại các nhà hàng thì ngoài việc đeo khẩu trang mỗi khi bước vào, người ta cũng hiếm khi quên vệ sinh tay bằng nước rửa khô như thế này. Chị Mimi Nguyễn, một chủ nhà hàng ở ngoại ô thủ đô Washington, là người nhận thấy rõ những thói quen thay đổi của khách hàng kể từ ngày đại dịch COVID bùng phát đến nay. Khách hàng bước vào là họ cũng đã quen là phải mang khẩu trang. Đi vòng vòng ở trong nhà hàng, thí dụ như đi nhà vệ sinh cũng phải mang khẩu trang. Chỉ được là không mang khẩu trang, chỉ được mở khẩu trang ra lúc mà ăn và uống mà thôi. Rồi khi mà ngồi trong nhà hàng thì tất cả mọi người họ cũng tuân theo cái luật của Sở Y tế đặt ra. Rồi khách hàng cũng cảm thấy rất là an toàn và rất là cảm thấy nơi đây mình cũng được theo luật, đúng luật, giữ luật, đúng luật, và nhân viên và nhà khách hàng đều được bảo vệ rất là kỹ lưỡng. Bên cạnh đó thì có thể nói chưa bao giờ thói quen mua sắm trực tuyến lại được thúc đẩy và phổ biến như hiện nay. Người ta đặt mua tại nhà từ đồ ăn, thức uống, quần áo thời trang cho đến cả đồ nội thất. Việc nhận hàng có thể là ngay tại cửa nhà hay đến lấy phía bên ngoài các cửa tiệm nếu không muốn chờ đợi lâu. Dù việc mua sắm trực tuyến đã rất phổ biến tại Mỹ trong nhiều năm trước, nhưng đại dịch COVID thực sự đã khiến mọi cơ sở kinh doanh đều phải có chiến lược mới trong việc bán hàng trực tuyến và vận chuyển hàng cho khách. Ngay như nhà hàng nhỏ của chị Mimi Nguyễn, giờ cũng phụ thuộc lớn vào số phần ăn được khách hàng đặt đem đi thay vì ăn tại chỗ. Và theo chị, đây là một xu thế tốt, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch hiện nay, vì tránh phải tiếp xúc và tụ tập đông người. Họ cũng quen và ai cũng thích, là vì khi mà ai cũng có gia đình để về thì sau khi làm việc ở đây mọi người cảm thấy là được an toàn, khách hàng cũng cảm thấy là khi mà đến nhà hàng của mình cũng được an toàn. Sau một năm đại dịch bùng phát tại Mỹ, từ những thay đổi lạ lẫm bước đầu, giờ đây mọi người đã dần quen với những bình thường mới, bao gồm những chiếc khẩu trang mỗi khi ra đường hay khoảng cách 2 mét được nghiêm túc tuân thủ mỗi khi xếp hàng. Và các trung tâm mua sắm có phần thưa khách hơn, trong khi mỗi người đang chờ được trang bị vaccine phòng COVID trước kẻ thù vô hình này.